Xin kính chào các bác và chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Giao Lưu Đồ Ngũ Chính Hãng của Long Time. Hôm nay thì em sẽ mang tới với các bác một cái dòng sản phẩm rất tuyệt vời đến từ thương hiệu Longines. Đây là một chiếc trong bộ sưu tập là Longines Heritage. Phải nói là cái bộ sưu tập này rất có ý nghĩa và thật sự mang lại những cảm xúc đặc biệt dành cho những người đã thích Longines từ rất lâu rồi. Họ tái bản lại những cái dòng sản phẩm mà đã rất thành công trong quá khứ với những cái option mới nhất, với những cái đời máy và công nghệ đỉnh cao nhất hiện nay của Longines. Hôm nay thì em sẽ mang đến và trải nghiệm cùng với các bác một chiếc Longines Conquest Heritage, nhưng là một cái phiên bản đặc biệt, một cái phiên bản luxury, một cái phiên bản thể thao sang trọng hơn rất là nhiều. Chiếc đồng hồ của chúng ta hôm nay sẽ là một chiếc Longines Heritage Conquest Chronograph với cái chất liệu mà cầm lên đã thấy cái sự sang trọng và nặng rồi các bác ạ, nó rất là nặng. So với một chiếc đồng hồ thép thông thường thì chiếc này rất là nặng, bởi vì là chiếc này sẽ được làm hoàn toàn toàn thân, được chế tác từ vàng nguyên khối. Cái cảm giác chất liệu vàng này nó mang lại một cái sự sang trọng và nó là cái hình mẫu màu sắc nguyên mẫu của vàng đó. Nó rất là sáng. Những cái chiếc đồng hồ mà mạ vàng ấy, em đảm bảo là nó không bao giờ có được cái màu sắc như này. Phải nói là cầm trên tay, đeo nó mới cảm thấy hết được cái sự sang trọng và đẳng cấp của dòng đồng hồ này. Và đây cũng sẽ là một cái phiên bản rất hiếm. Em sẽ quay gần hơn một chút để các bác có thể trải nghiệm cùng em đầy đủ hết về vẻ đẹp của chiếc này. Một cái phiên bản rất hiếm đến từ Longines các bác nhé. Với một chiếc đồng hồ như này thì em đã giới thiệu những cái phiên bản bằng thép rồi, nhưng để tìm được một cái phiên bản vàng đúc như này đó và độ mới cao như này, zin nguyên bản dây khóa như này thì thật sự là rất hiếm ở Việt Nam. Mà hôm nay thì em đã có cái duyên để giao lưu lại với bác nào rất là thích và đam mê những dòng Conquest cổ xưa của Longines, đang tìm một cái dòng sản phẩm đời mới mang hơi hướng cổ điển như này. Đây là một chiếc đồng hồ rất phù hợp. Chiếc này chúng ta sẽ là một chiếc automatic cơ tự động các bác nhé, được trang bị đầy đủ tính năng lên cót tự động, lên cót bằng tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Các bác chỉ cần rút núm ra, ngay lập tức kim dây chúng ta sẽ đứng lại và chúng ta có thể chỉnh giờ chuẩn đến từng giây một cho chiếc đồng hồ này. Rất là đẹp mắt ạ. Phải nói là chiếc đồng hồ này rất là sang trọng và đẹp mắt. Đóng núm lại sau khi các bác đã chỉnh giờ nhé. Kim dây của chúng ta thì sẽ ở sắp cái dial ở góc 3 giờ đây. Cái kim dây này nó trôi, nó khá là âm thầm và lặng lẽ, nhưng lại là một cái kim rất là quan trọng trên chiếc đồng hồ này chúng ta. Kim dây chạy đúng thì mới dẫn đến là bộ kim giờ, kim phút của chúng ta mới chạy đúng được. Và chúng ta sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối này. Các bác xem này, một lớp kính sapphire dạng glass box và nó làm nhô lên hẳn so với mặt của đồng hồ. Nó tạo ra một cái hiệu ứng rất là đẹp mắt khi một có ánh sáng đi qua. Và nó cũng mang lại cái sự cổ điển cho những quý ông đeo chiếc đồng hồ này lên cổ tay nữa. Toàn bộ phần kim và cọc số được đính trên mặt dial của chúng ta sẽ đều làm hoàn toàn bằng chất liệu vàng đúc 18K, với độ hoàn thiện xuất sắc, mang lại một cái sự tinh tế, đẹp mắt và đầy sang trọng cho bất cứ quý ông nào đeo trên cổ tay. Chúng ta sẽ có ô lịch ngày góc 12 giờ đang được che bởi một phần của kim dây của chức năng Chronograph đây. Em sẽ khởi động chức năng Chronograph đúng giờ thể thao các bác nhé. Bấm vào đây. Đó, chúng ta sẽ quan sát ô lịch ngày ở đây. Lịch ngày đây anh em gọi là lịch thượng đấy. Một cái loại đồng hồ mà có lịch thượng như này thì khá là hiếm gặp trên thị trường, mà chỉ còn những cái dòng đồng hồ Longines Conquest này mới sử dụng thôi ạ. Mặt của chúng ta sẽ là một cái mặt đồng hồ màu trắng ngà và có trải tia sunburst, rất là đẹp mắt các bác nhé. Chúng ta sẽ có hai sắp đều nữa là sắp đều kim phút và kim giờ của chức năng Chronograph, nghĩa là kim dây quay được một vòng thì kim phút sẽ nhảy một nấc. Ở đây thì tính được 30 phút, hai lần 30 phút thì kim giờ sẽ nhảy một nấc ở đây. Có nghĩa là chiếc đồng hồ này của chúng ta sẽ có thể đo chuẩn đến từng mili giây đó, và lại còn đo liên tục được 12 tiếng nữa. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Logo của Longines và dòng chữ Automatic biểu tượng đồng hồ cát có cánh ở góc 12 giờ. Bộ sưu tập Conquest và chuyện Swiss của một chiếc đồng hồ danh giá và chính hãng đến từ Thụy Sĩ các bác nhé. Các cọc số chúng ta sẽ là các cọc số dạng hình thang và là các cọc đôi được vắt đa diện, hoàn thiện bóng, xuất sắc và đẹp mắt. Các bác thấy không ạ? Rất đẹp mắt. Chúng ta sẽ có những cái dòng chữ như là Automatic và Conquest này được làm theo cái phông chữ cổ điển, rất là đẹp. Và thật sự là đeo chiếc này trên tay nó thật sự là có gu. Thật sự là có gu thật sự các bác nhé. Đó, em sẽ cho các bác xem kỹ hơn một lần nữa về cái mặt dial tuyệt đẹp của chiếc này. Phải nói là những cái chi tiết được hoàn thiện với độ hoàn thiện điểm 10, một trong cái dòng phân khúc luxury của Longines.
Longines họ không có quá nhiều đồng hồ vàng đúc đâu, chỉ những cái siêu phẩm hàng đầu bảng của họ thì họ mới làm vàng đúc thôi. Và thật sự là vàng đúc của Longines chiếc này đáng tiền, đáng tiền. Vỏ dày dặn, cầm rất nặng và độ hoàn thiện đỉnh cao. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát phần nắp đáy của chiếc này. Nắp đáy của chiếc này sẽ là một chiếc đáy kín nguyên mẫu của đồng hồ Longines Conquest ngày xưa các bác nhé. Chúng ta sẽ có những cái chuyện rất quan trọng ở đây, em chọn cho các bác xem. Chuyện đầu chó Beckna, chuyện cân tiểu ly, chuyện vàng AU750 18K để minh chứng cho một chiếc đồng hồ làm bằng chất liệu quý giá như là vàng như này. Chúng ta sẽ phải có đầy đủ chuyện này các bác nhé. Nhỏ nhưng rất sắc sảo và rất kỹ tính. Đó. Mã sản phẩm L1.641.6 mã series. Và ở sau này chúng ta sẽ có một cái phần bề đai. Ở bề đai này chúng ta sẽ có một cái hình trăng sao đó, và hình sóng biển rất là nguyên thủy và nó cũng rất là đặc trưng của cái dòng Conquest này mới có cái bề đai này các bác nhé. Phần cạnh đáy của chúng ta sẽ làm từ một cái phần nắp đáy có hình dạng vát cạnh như này. Đó. Toàn bộ thân vỏ khóa của chúng ta đều được màu vàng rất là đẹp mắt như này. Dây khóa sẽ là dây khóa zin các bạn, dây khóa zin nguyên bản. Đó. Tất tiếc là chiếc này chúng ta sẽ dùng đồng hồ sẽ làm khóa sẽ là chất liệu thép, thép bọc vàng thôi, chứ nó không phải là vàng đúc, hơi tiếc. Nhưng với cái tầm giá này đến từ Longines chúng ta không thể yêu cầu quá nhiều được. Em nghĩ là như này nó rất là tuyệt vời rồi. Một chiếc đồng hồ zin nguyên bản, dây cả tổ số alligator các bạn xem này. Rất đẹp và đỉnh cao ạ. Và đầy đủ hộp sổ thẻ phụ kiện. Thì chiếc này em đang giao lưu mức giá ngoài 100 triệu các bác nhá. Giá mới niêm yết của nó thì gần tới 200 triệu cơ. Nhưng với một chiếc siêu lướt này các bác sẽ tiết kiệm được một nửa tiền để chúng ta làm những việc khác. Vẫn đầy đủ trải nghiệm, đầy đủ một cái chiếc đồng hồ đỉnh cao đến từ Longines này. Chiếc này bây giờ thì tìm mua mới, kể cả là tìm mua hoặc qua sử dụng cũng rất hiếm rồi. Bên Siwat thì luôn cam kết là hàng chính hãng 100%, bảo hành 5 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời để các bác yên tâm chơi, trải nghiệm và luôn cam kết là hàng chính hãng, sẵn sàng đi cùng các bác thẩm định ở bất cứ trung tâm uy tín nào. Vậy các bác quan tâm cái sản phẩm này có thể liên hệ với cả em Long Time với số điện thoại, số Zalo là 0973 816 172, đến trực tiếp cửa hàng Siwat để lên tay và trải nghiệm sản phẩm ở số 7 Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của kênh Siwat.